Quý vị và các bạn đang theo dõi điểm tin của truyền hình Đời sống Pháp luật. Ngày hôm nay có những tin tức gì đáng chú ý? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nhiều doanh nghiệp ở Đồng Nai tự ý cho công nhân F0 về nhà. Sau khi phát hiện công nhân bị dương tính với SARS-CoV-2, nhiều doanh nghiệp ở Đồng Nai đã tự ý cho người bệnh về nhà, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Nhận định của ngành y tế cho hay, có ổ dịch mới xuất hiện rải rác, có nguồn lây đa phần liên quan đến các doanh nghiệp sản xuất và người về từ vùng dịch. Liên quan đến việc F0 tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, ngành chức năng tỉnh Đồng Nai đã phát hiện và xử lý nhiều đơn vị vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh, tự ý cho F0 về nhà sau khi phát hiện test nhanh tại các doanh nghiệp của mình. Nghiêm trọng hơn, dù tự ý cho F0 về nhà tự cách ly, nhưng doanh nghiệp lại không thông báo cho chính quyền địa phương để lên phương án phòng chống dịch, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Theo lãnh đạo thành phố Biên Hòa, thời gian gần đây, chính quyền địa phương cũng đã phát hiện một số doanh nghiệp vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh, cụ thể là việc tự ý cho F0 đơn vị mình về nhà tự cách ly mà không thông báo cho cơ quan chức năng. Một trong những lý do cho F0 về nhà do thời gian đầu, doanh nghiệp bị bối rối, bị động khi phát hiện F0 dẫn đến việc xử lý không đúng quy trình và quy định trong công tác phòng chống dịch bệnh. Khi phát hiện các trường hợp vi phạm như trên, ngoài việc xử lý theo quy định của chính quyền địa phương cũng đã có hướng dẫn, tăng cường thông tin tuyên truyền để người dân và doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm, ý thức bảo vệ sức khỏe. Ca nhiễm tăng, học sinh thành phố Hồ Chí Minh trở lại trường học thế nào? Trong chương trình Dân hỏi thành phố trả lời với chủ đề công tác chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại và những lưu ý về tình hình dịch bệnh diễn ra vào tối 26 tháng 11, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Hưng và ông Dương Chí Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã đăng đàn trả lời những thắc mắc của người dân. Liên quan đến vấn đề tiêm vaccine cho học sinh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh Dương Chí Dũng cho biết, khi cho học sinh đi học trở lại, trẻ dưới 12 tuổi chưa được tiêm vaccine cũng sẽ có phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các em. Theo ông Dũng, mỗi trường học và các địa phương sẽ có những đặc thù riêng, do đó tùy vào tình hình thực tế mà mỗi trường học phải xây dựng phương án riêng phù hợp với các tiêu chí hướng dẫn của Sở Y tế thành phố cũng như Bộ Y tế trước khi có quyết định đưa học sinh trở lại trường. Siêu biến thể mới chính thức có tên là Omicron được WHO phân loại là biến chủng đáng lo ngại. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đặt tên cho biến thể COVID-19 mới lần đầu tiên được phát hiện ở miền Nam châu Phi là Omicron. Đây là thông tin do Tổ chức Y tế Thế giới cho biết sau cuộc họp vào ngày 26 tháng 11. Cơ quan Y tế Toàn cầu WHO đã họp vào ngày 26 tháng 11 để đặt tên cho biến thể mới B.1.1.529 và quyết định phân loại biến chủng này là biến chủng đáng lo ngại, thay vì xếp loại ít nghiêm trọng hơn là biến thể đáng quan tâm. Liên quan đến Omicron, WHO cho biết biến chủng này có một số lượng lớn các đột biến. WHO xác nhận, bằng chứng sơ bộ cho thấy nguy cơ tái nhiễm với biến thể này tăng lên so với các loại chủng khác.